ngày 17 tháng 4 tại xã Xuân Hồng, đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Quốc Khánh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc đối với cử tri huyện Nghi Xuân trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14. Cử tri xã Xuân Hồng đã bày tỏ tin tưởng, phấn khởi trước những hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh trước trong mỗi kỳ họp, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào những thành quả của kỳ họp Quốc hội sắp tới với những quyết sách đúng đắn, vững bền đối với vận mệnh quốc gia, dân tộc, sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của mỗi địa phương. Trên cơ sở thẳng thắn và tinh thần xây dựng, cử tri xã Xuân Hồng đã tham gia 14 ý kiến, tâm tư, nguyện vọng gửi gắm đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh như phụ cấp cho cán bộ làm công tác tại thôn xóm, tình trạng thiếu hụt giáo viên đặc biệt là ở cấp mầm non, tiểu học trong năm học 2018-2019, chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về nhà ở theo quyết định 22, chính sách hỗ trợ nông nghiệp, ổn định sản xuất, vân vân. Cử tri cũng đề nghị các cấp ngành quan tâm sâu sát hơn nữa đối với vấn đề khai thác khoáng sản tại các mỏ đá và khai thác cát trái phép trên sông Lam đoạn qua địa bàn huyện Nghi Xuân. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Quốc Khánh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận tiếp thu những ý kiến tâm huyết trách nhiệm của cử tri xã Xuân Hồng. Những vấn đề thuộc tầm vĩ mô, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo lên kỳ họp Quốc hội sắp tới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã thông tin thêm một số nét nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và giải trình một số nội dung liên quan thuộc thẩm quyền. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng mong muốn cử tri, nhân dân xã Xuân Hồng nói riêng, huyện Nghi Xuân nói chung tiếp tục phát huy các giá trị đã đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, xây dựng Nghi Xuân trở thành huyện nông thôn mới vững mạnh. Thank you.